Cảm ơn các bạn đã đến với đêm hội trăng rằm của phố năm. Toàn là quái vật đêm trung thu. Chúng ta sẽ đi một vòng. Đây là những ứng cử viên sáng giá nhất của năm. Các bạn ngồi yên coi, đây là công chúa. Quay vòng đi sói. À, cô dâu, đây là cô dâu. Ứng cử viên sáng giá nhất của năm đội. Đây là những thành viên còn lại. Các bạn giơ tay lên nè. Ai chỉ thân La Mã. Rồi, đây là con bóng siêu nhân. Mặc đồ như áo choàng vậy. À, đây là bóng Lolita. Rồi, đây là cô gái Hà Lan. Giám khảo của chúng ta biểu diễn tuyệt chiêu với đây. Đây là bạn chưa dậy thì. Đây là mẹ của bạn này. Giơ tay lên, giơ tay lên. Rồi, đây là bóng bị hắt hủi. Tội quá, tại con kia nó đẹp quá, thông cảm. Rồi, đây là mình. Nói cho mình là Trương Nghi Nghi. Mình là Trương Nghi Nghi. Các bạn biết nghe được rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi.